thưa ban giám khảo và thưa khán giả, đội của con tên là đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Tụi con là trong đội tuyển quốc gia, sao mà đặt tên nghe dễ sợ vậy? Dạ đúng rồi, tụi con thi ở ngoài nước. À, thi ở nước ngoài. Trời ơi. À, thế tụi con đã từng thi những nước nào rồi? Dạ con thi tại Jordan, China với lại USA. Hàn Quốc có không? Taekwondo là phải có Hàn Quốc chứ, có không? Dạ con có từng đi tập huấn ở Hàn Quốc. Con đang là giống như kiểu là trưởng nhóm đúng không? Dạ. Tụi con đã từng nhận những giải thưởng như thế nào? Dạ con đạt được một huy chương vàng và một huy chương bạc tại giải châu Á và hai huy chương bạc tại giải cúp thế giới. Ở độ tuổi này. Rồi như vậy cảm ơn các bạn đồng môn nha. Cho chú hỏi, tập từ năm mấy tuổi? Dạ con tập từ năm 6 tuổi. Con học Taekwondo từ năm lớp 1 và bây giờ con cũng đã học được 8 năm. Trong Taekwondo có rất là nhiều cái bộ môn đa dạng. Ví dụ như quyền tiêu chuẩn, chỉ đánh quyền theo cách truyền thống, không có nhạc. Và sau đó là quyền nhạc và thể loại thi, công phá. Trong đó con chỉ chuyên là quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo. Công phá thì con cần tập và học hỏi thêm. Trong các bài quyền đi cũng như là chắc trong các động tác mà em đã tập luyện thì rất là dứt khoát. Trong tất cả các cuộc thi đấu thì bản thân em đã có được cái tinh thần trách nhiệm để mà có thể kéo theo các đồng đội của mình để vươn lên, để đạt những cái thứ hạng cao trong các kỳ thi ở toàn quốc và quốc tế. Mọi người ơi, hãy ủng hộ cho con trong chương trình Siêu Tài Năng nhí nha. Trong cái môn này, cái khó nhất là cái gì con? Dạ, cái khó nhất là cái độ tuổi và sự dẻo dai. Như vậy thì có phải là cái môn này là một cái môn đòi hỏi là phải luyện tập từ nhỏ để nó quen luôn không? Dạ, đúng rồi. Nếu như ai mà thích cái môn này quá, mà đã lớn rồi, tâm ngang vô học được không? Dạ, được. Vậy thì sự khác biệt nằm ở chỗ nào? Dạ, sự khác biệt thì cái em nhỏ sẽ có sự dẻo dai và những cái người lớn hơn thì sẽ đánh sẽ không được tốc độ và đá cao như những người nhỏ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là cái người lớn vô cái môn này tập luyện siêng năng hơn, giỏi hơn, có đạt được như mấy bạn kia không? Dạ vẫn có thể. Đó. Nhưng mà cho Harry hỏi nè, bây giờ là cô Ghi Lê là mẹ bắt cô đi học. Đó thì con thì ai bắt con đi học? Dạ thì con thấy anh con học, cái con thích, cái con xin học theo. À, cái này giống, cái giống em. Em có người anh trai em đi học, cái em thích em xin theo, nhưng mà má em bắt em đi. Giờ ra đường chắc ai mà giật cái chuyện em mệt ạ? À? Dạ em đứng em la lớn lắm luôn anh. Dễ thương. Dạ. Ở nhà con có khá giả lắm không? Dạ không. Bố mẹ con làm công việc gì? Dạ bố mẹ con bán hàng rong. Ủa thiệt hả? Là bán cái gì? Dạ bán nước ngọt, cà phê. Hồi nãy chú Thành nhìn con, xin lỗi là chú Thành tưởng con là một bạn cũng gọi là công tử đó. Ồ. Con thấy bố mẹ bình thường có rất là vất vả không hay là cũng gọi là thư thả một chút xíu? Dạ cái lúc mà con chưa tập tới đội tuyển thì ba mẹ con vẫn không có tiền. Sau khi con tập và con thi đấu thì cuộc sống cũng sẽ khá giả hơn. Là con nhận được những giải thưởng đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ con là làm kiểu như là buôn bán cà phê thì thật ra một người cũng đủ. Thì ba con trước đây có làm cái nghề khác gì không? Dạ ba con làm nghề xây dựng. Mà sau khi gặp một tai nạn giao thông thì ba con qua bán với mẹ con luôn. Rồi con nghĩ là sau này ước mơ con sẽ làm gì để phụ giúp cho ba mẹ nè? Dạ con ước lên sau này con sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp mà con có thật nhiều tiền để con trang trải cuộc sống giúp cho ba mẹ con hơn. Thường á, buổi sinh nhật của con nó diễn ra như thế nào? Dạ, sinh nhật của con thì con vẫn đi tập. Bây giờ thế này, chú Thành sẽ tặng cho con 2 triệu đồng như một món quà sinh nhật. Con để ông heo đi, cái tới ngày đó cũng đãi bạn con đi ăn bữa sinh nhật này nọ. Để mình có một cái buổi sinh nhật vui như người ta. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà chú Thành góp ý con điều này. Khi con biểu diễn, ngoài những cái động tác, thì đối với chú Thành cái ánh mắt là cái quan trọng nhất. Chú cần con phải nhìn thật thẳng vào khán giả, con truyền cái năng lượng cho người ta. Vì vậy cho nên bước ra đấu trường quốc tế, điều đầu tiên là phải thu hút người khác, làm chủ bản thân mình nha con trai. Bây giờ mình sẽ
Rút kinh nghiệm, mình thử liền luôn bây giờ ở đây ha. Con có một cái kỹ năng đặc biệt gì mà có thể biểu diễn thêm cho cô chú có thể xem không? Dạ, taekwondo thì có kết hợp cả nhào lộn. Nhào lộn. Ồ, mời con. Xin mời, âm nhạc ạ. Em muốn coi cái slow motion là như nào luôn á. Cái miếng ván nó cao như vậy, con còn có thể cao hơn được nữa không? Nhắm cái tầm của cái cây này là cao mấy mét? Cỡ 3 mét mấy. 3 2 1 bắt đầu. Xúc bỏ lết luôn. Văng luôn cái này luôn như vậy miếng dán nữa. Hay quá. Con, cho chú hỏi 3 mét là trung bình hay đó là mức cao rồi? Dạ cao đối với con. Là cao rồi đúng không? Cao hơn xíu nó đá được. Dạ được. 3 2 1 bắt đầu. Làm gì nữa? Con lộn liên tục nhưng mà không có công phá. Lộn liên tục nhưng không công phá. Thử cái coi. Và xin mời con. 1 2 3 4 5. Thế bây giờ con nhắm con làm cao nhất được mấy cái? Dạ 8 cái. An toàn nha con. Thử thách bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thường đằng sau đôi mắt hí đó là cả một nội công thâm hậu.
có bao giờ con cảm thấy là những cái thử thách đó nó bị hơi khó với con, mà có bao giờ con bị chùng bước trước những cái thử thách đó chưa? Dạ không con. Con không có sợ tập nhiều mà con chỉ sợ không có thời gian. Trời chú thương không? Cái động lực để thúc đẩy con á là do con rất yêu võ hay là do con biết được là hoàn cảnh gia đình của con như vậy cho nên là con phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với bạn bè để con có được những cái thành tích và để con có được những cái khoản trang trải kinh phí trong cuộc sống của con? Dạ thì cả hai luôn. Nãy giờ mình suy nghĩ quá trời để mình thử thách bé này như thế nào. Và mình đã nghĩ ra một trò. Con có thể bịt mắt và đá vô cái gỗ được không? Dạ con làm được. Nhưng mà giờ bịt mắt rồi thấy miếng gỗ ở đâu đâu còn đá gì? Dạ thì khi con bịt mắt sẽ có một người lắc cái chuông và cho con di chuyển một quãng đường để đến với miếng gỗ và đá. Mời con. Xin một phút im lặng từ trường quay. Bắt đầu. Cái chỗ nào mà rần rần là cái chỗ đó con đá đúng không? Ý dù chú lắc mà con đá được không? Quang ơi! Chú đây! Hôm nay chú sẽ cố gắng chú làm nha con. Gắng bình tĩnh nha con trai. Rồi con cứ để đi. Thiên quang quang đi quang quang à. Nhỏ đuối luôn. Thằng chơi với nhau thời gian con mắt y như nhau. Cô Miu ngày hôm nay rất là khâm phục con, tại vì cô Miu cảm nhận được cái sự nỗ lực và cái nguồn năng lượng của con. Cô Miu hy vọng rằng sau này con sẽ thật là thành công, luôn luôn bản lĩnh như vậy và sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển, trụ cột của gia đình và là một người thành công trong tương lai. Cảm ơn cô Miu. Ngoài món quà 2 triệu chú tặng riêng cho con, cái điều mà chú sắp sửa tặng con, chú cũng dành tặng cho con một vé đặc biệt bước vào top 10 của siêu tài năng nhí. Một sự đặc cách dành riêng cho con, bởi vì cảm xúc mà con mang đến trong tiết mục con quá đậm đà và con là một người giỏi thật sự. Chú nghĩ là khán giả truyền hình và cả ban tổ chức cũng không thể không đồng ý điều này. Dạ con cảm ơn cô Harry Won, con cảm ơn chú Trấn Thành và cảm ơn cô Miu. Dạ con xin cảm ơn khán giả đã xem phần trình diễn của con. Và
ở đây là cái số tiền mà chú Thành hứa với con nè. Đây. Rồi xin mời quà của bé Gấu ạ. Đây, quà gửi tặng cho con nha. Đây là một bộ võ phục chuẩn thi đấu quốc tế luôn. Dành tặng cho con, đây là một cái chiến phục để sau này con thi đấu ở ngoài nước, con sẽ tự tin hơn và thể hiện được bản năng của mình. Và một lần nữa, chúc mừng cho Thanh Ân, con là thí sinh đầu tiên được đặt cách vào thẳng top 10 của siêu tài năng nhí. Khi biết được tin con là người đầu tiên được lọt vào top 10 trong chương trình siêu tài năng nhí, con rất là bất ngờ và cảm thấy rất là cảm ơn những người thầy đã dạy cho con những bài tập để thi thật là tốt. Và con cảm thấy sức khổ luyện của con đã được đền đáp. Chương trình đặt đồ nhảy quốc qua cho tao đó.